Đúng ngày sinh nhật, cô giáo được học sinh kéo ra giữa sân trường và diễn biến tiếp theo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, trong ngày sinh nhật của mình, cô giáo đã được một cậu học trò kéo ra giữa sân trường để đón nhận những món quà đầy bất ngờ của tất cả các thành viên trong lớp. Đúng như lời giới thiệu, ngay cả khi hai cô trò bước ra tới giữa sân trường và nhìn lên lầu cao, nơi các học sinh đã tụ tập đông đủ, thì bất ngờ một bức tranh vẽ tay về cô giáo em cùng với những dòng chữ thiết tha, trân quý được mọi người thả xuống. Cùng với đó là câu chúc mừng sinh nhật được vang lên vọng khắp sân trường. Chưa hết bất ngờ trước món quà tinh thần vô cùng đặc biệt trên đầu cao, thì bên dưới sân trường, một bạn học sinh khác đã đợi sẵn từ lâu, bước ra với bó hoa hồng tươi thắm trên tay. Bó hoa xinh tươi rạng rỡ như nụ cười của cô giáo trong ngày sinh nhật của mình. Niềm vui nối tiếp niềm vui, không chỉ có các học sinh trong lớp của cô giáo chủ nhiệm, mà còn có những học sinh ở các khối lớp khác cũng kéo ra chung vui chúc mừng sinh nhật cô giáo. Có lẽ trong suốt thời gian qua, cô giáo đã thương, đã yêu, đã dành trọn tâm huyết của mình cho từng học sinh trong lớp. Để rồi đến cuối cùng, điều mà cô nhận lại được không nằm ở những danh vọng, những thành tích trên trang giấy mà là sự trưởng thành và tình yêu thương bao la của những cô cậu học trò nhỏ. Một vài chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Các bạn học sinh đáng yêu quá, cô giáo thì hết sức tuyệt vời luôn. Yêu nụ cười của cô ghê cơ, có lẽ cô đã phải tận tâm và đáng yêu lắm thì mới được trò yêu quý đến thế này. Không phải tự nhiên học sinh lại dành nhiều tình cảm cho cô như vậy đâu, vẫn có nhiều thầy cô tâm huyết và tận tâm với nghề lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.